Xin chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Đó tiếp tục về chương trình video trong buổi tối nay lên một số sản phẩm bên em đang phân phối cũng như là quay trực tiếp báo giá cho quý quay chị nhà mình. Đó, hôm nay thì uh, video rất là nhiều sản phẩm mới nhá. Các bác cùng đón xem với em. Đó thì uh, các bác nào có nhu cầu về hàng hóa cứ vui lòng liên hệ trực tiếp em này. Số em thì em để phần tiêu đề video hoặc em đang quay cho hình ạ. 0967 này, 128399 này. Các bác gọi điện trực tiếp cho số này để em tư vấn cũng như là chỗ đơn các bác có nhá. Thì cái quy cách mua hàng này, em rất đơn giản thôi. Các bác mua hàng cái hóa đơn trên 400k thì sẽ được miễn phí ship các nhá. Ngoài ra thì bên em giao hàng toàn quốc, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thanh toán nhá. Đó, các bác lưu ý là hóa đơn trên 400k thì sẽ được miễn phí ship. Ngoài ra thì có một lưu ý nữa là những cái sản phẩm nào bên em báo bao ship trực tiếp trên video thì những cái sản phẩm ấy sẽ được bao ship các nhá. Còn còn lại thì cứ mặc định là hóa đơn trên 400k là miễn phí ship các nhá. Đó là em nhắc lại các bác như thế thì em ở Bình Lục, Hà Nam. Đấy, Bình Lục, Hà Nam bắt đầu gần thì cứ có thể qua trực tiếp cửa hàng của em để xem cũng như trải nghiệm sản phẩm các nhé Đó thì các bác cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số em đang quay cho mình nhé. Hoặc đây số em để phần tiêu đề video nhá. 096712839 này. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem những sản phẩm rồi video mới nhất của em các nhá. Thì em sẽ đi với những sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay. Cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay thì em lên cho bác là cái dòng kệ để giày dép này, đó kệ để giày dép cũng như để đồ này, đó con này thì chất liệu của nó là hàng khung inox các nhá, đấy khung dạng khung inox này, Đấy, không inox và cái phần tấm này của nó dạng 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 dạng, bạt phủ ni lông nhá đấy dạng bạt phủ ni lông đó thì cái con này cái kích thước của nó là chiều dài của nó là 60 này đấy dài 60 à, rộng 24 và cao 90 phân nhá đấy cao 9 phân và của nó là 6 tầng nhá đấy 6 tầng đây em sẽ quay rộng cho bác xem này đấy ra đẹp nhá con này nói chung về các bác để giày để dép này các bác để mũ mỹ có thứ lên trên nhá rất là sạch sẽ và nhìn rất là ngăn nắp lịch sự luôn đó để trong cái góc nhà có thứ rồi. các bác để ở góc nhà gần cửa lối ra lối vào thì để dép để giày rất là ok luôn nhá đây thì em sẽ để test cho bác xem này đây nha ví dụ đây, các bác để dép đây thì rất là tiện nhá đó để giày để dép đây rất là ok đấy nhìn nó rất là ngăn nắp và nhìn nó rất là sạch sẽ nhà nhà, nhà mình cho nhá nó để giày để dép và rất là ok luôn nhá đấy hàng thì rất là chắc chắn dày dẫn luôn nó đem báo giá luôn 170k cho một cái sản phẩm giá 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 đỡ giày dép nhé nhá đấy giá đỡ giày dép 170k sản phẩm này và trong video hôm nay thì bên em sẽ bao ship một nhá bảy 170.000 cho một cái sản phẩm giá đỡ giày dép nhé nhá nó 170.000 sản phẩm bao ship nhé nhá cái sản phẩm tiếp theo lên bác là cái uh, con bơm tay này đấy, con bơm tay của thương hiệu Asaki Japan nhá Asaki Japan đó Asaki Japan hàng siêu chất luôn nhá Made in Japan này đấy thì em còn duy nhất một duy nhất hai cây này nhá đấy duy nhất hai cây màu đen các bác lên mã cho nó bơm tay màu đen đi này Đấy bơm tay màu đen. Đấy dây bơm thì rất là ngon nhá. Dây bơm các anh nhìn này. Dây bơm bốn các kiểu nhá. Đấy, thả ra cái này. Đấy lại về bình thường nhá. Dây bơm cực bền luôn. Đầu bơm này. Đấy có bơm các bác bơm 2 ti à. Các bác bơm xe máy, xe đạp các thứ thoải mái luôn nhá. Đấy ngoài ra nó có đầu bơm pha bơm bóng các thứ này để cho bác thay tháo này. Đó, đầu bơm rất là chắc chắn dày dẫn luôn này. Đấy, con này thì các bác cứ lên mã cho là bơm tay đen này. Đấy bơm tay đen thì em còn duy nhất hai cây nhá. Còn duy nhất hai cây. Đấy lên xả nốt cho bác nhé, nhá. Đấy lên xả nốt duy nhất hai cây bơm tay này đấy thì em báo giá luôn 180k một cây nhá 180k một cây vào trong video hôm nay thì em sẽ nốt bao ship với nhá đấy bao ship đấy bao ship với nhá đấy con này nó có đồng hồ đo áp suất này đấy có đồng hồ đo áp suất hàng thì cái lõi của lõi bơm của nó cực kỳ là to luôn nhá đây là có lõi, lõi, bơm này cực kỳ là to luôn này bơm thì cực kỳ là nhẹ và êm quá nhá đấy bơm cực kỳ là nhẹ và êm đấy lượng hơi ra cực kỳ khỏe nhá kêu phè 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 luôn này Đấy, cực kỳ là ngon Đấy, Một chiếc bơm tay cực kỳ là ngon luôn nhá Đó, đi em báo giá luôn 180k Trong một sản phẩm này Và bên em sẽ bao ship nhá Các bác lên mã cho em là bơm tay đen đây nhá Đấy, bơm tay đen, 180k một cây nhá Đấy, còn hai cây xả nốt nhá Còn hai cây duy nhất xả nốt, 180k một cây bao ship nhá cái sản phẩm tiếp theo đây bên em về một số cái bộ đục nhá Đấy về được một vài ba cái bộ đục của Nhật này Đấy bộ đục của Nhật nhá Hàng siêu chất siêu ngon luôn này Đấy về dòng này cho bác về đục gỗ đục ghiếc các thứ thì chấm hết luôn nhá Đấy thì một cái bộ đục gồm có 7 cây nhá. Đấy một cái bộ đục gồm có 7 cây nhá Đấy hàng bao chất bao xài bao dùng luôn này. Đây này. Nó có cây to cây nhỏ lẫn lộn. Hàng này thì bên này em đi bãi về và bên em nhặt ra. Đấy thì nhặt ra theo bộ nha. Thì nó có cây to cây nhỏ lẫn lộn quá nhá. Đấy cây to cây nhỏ lẫn lộn, cây thì bản rộng, cây thì bản nhỏ. Đây ví dụ như những cây này cây bản rộng này. Cây này cây bản nhỏ các bạn này. Đó, rồi cây dài, cây ngắn lẫn lộn nhá. Thì bên em chia ra một cái bộ đục nhặt 7 cây này Đấy một cái bộ đục nhặt 7 cây này đấy hàng thì chuẩn bã nhật luôn, nói chung riêng cái hàng đục nhật này thì các bác dùng thì không biết đến bao giờ phải hỏng luôn nhé, đây là các bác nhìn cái thứ thép mà này, Đấy mài đi cái nó bóng loáng luôn này, đây này, ấy mài miếng có thứ nó bóng loáng luôn nhá, cực kỳ sắc này, này. rất sắc luôn nhá, chất thép nó đi chấm hết luôn, đây các bác nhìn cái chữ uh, nội địa dập chìm luôn trên này, đấy chữ nội địa dập chìm này, đó một cái con bộ đục rất là ngon luôn nhá, ấy bộ đục nhật cực kỳ ngon luôn, nó thì uh, em về được khoảng tầm uh, có 3 bốn bộ được, có nhiều đâu, đấy ba bốn bộ cũng không có nhiều. Đấy thì em báo giá luôn, luôn nhá. Báo giá luôn cái dòng bộ đục nhật 7 cây này. Đây thì em báo giá luôn nhá. Bộ đục nhật 7 cây các bác lên mã cho em là bộ đục nhật 7 cây đi. Đấy, bộ đục nhật. Bộ đục nhật 7 cây nhá. Bộ đục nhật 7 cây này. Bên em bán cho bác giá là 420k. Cho một cái bộ đục này quá nhá. Và bên em sẽ bao ship nhá. Đấy bao ship 420 000 cho một cái sản phẩm bộ đục nhật 7 cây này. Đấy các bác mua bây giờ các bác mua những cái bộ đục nhật à, cái bộ ở Việt Nam ấy. Thì một cái bộ bảy cây này thì các bác cũng đã rơi vào khoảng tầm 600 nghìn một bộ rồi Đấy các bác cứ ra ngoài thị trường tham khảo thoải mái Mà riêng cái dòng đục Việt Nam thì nói chung là thua hết Làm sao mà được những cái dòng này. Đấy thép thiếc của nó này các bác nhìn này vẫn có cái dấu nội địa này Đấy siêu chất siêu ngon luôn nhá Đấy siêu chất siêu ngon luôn Đấy một cái bộ đục nhật bảy cây này Mà giá là chỉ có 420 nghìn cho một bộ đục nhật bảy cây nhá Và bên em sẽ bao ship với nhá Đấy bao ship cho bác luôn Hàng thì nói chung là bao dùng bao xài bao chất luôn này Đấy, hàng bao dùng bao xài luôn hàng này bên em đã mài rũ thứ ngon lành hết rồi nhá về các bác chỉ việc sử dụng thôi không cần để mài miếc lại làm gì cả về các bác chỉ việc dùng thôi nhá 420 k cho một cái bộ đục nhật 7 cây này và bên em sẽ bao ship cho và bên em sẽ bao ship luôn nhá đó bộ đục nhật 7 cây 420 k cái sản phẩm tiếp theo lên các bác là cái dòng bấm ghim bằng tay này Đấy, bấm ghim tay nhá bấm ghim tay con này nó của thương hiệu Harden nhá cùng với thương hiệu của thùng đồ nghề đó các nhá cùng thương hiệu của thùng đồ nghề đó hàng chuẩn này Made in Germany nhá Đấy của Đức nhá Đấy con này thì chuyên nó bấm kim tay Đó một cái bộ sản phẩm này đi kèm Thì nó sẽ là một cái kim Và một cái bộ Kim của nhá Đấy một cái bộ kim như này Một cái bộ kim đi kèm như này Đấy một cái bộ thanh kim Những cái thanh kim đi kèm này Đấy bộ thanh kim thì nó có Cái loại dọc loại ngang Loại vuông Loại bầu các thứ này Đây này Đây này Nó có những cái loại bầu này Loại vuông này Đó thì một cái bộ kim như này Và cái sản phẩm Súng chính là đây cái con bấm kim tay này Đấy, hàng này nói chung về bác bấm kim tay sử dụng dạng gia đình hoặc là các bác mang đi công trình các bác không dùng được à, dạng súng hơi ấy. cái loại à, súng hơi thì các bác mang con này đi công trình các thứ dùng rất là tiện luôn nhá đấy bắn rất là ngon luôn này đây sẽ bắn test thực tế bác xem này bắn cực kỳ ngon luôn nhá cực kỳ dính luôn này bấm các bác chỉ cần bấm cho em thôi lắp kim thì lắp vào các bấm này đấy, bấm nhá cực kỳ ngon nhá bấm cái dính luôn này đây đấy, bấm cá này ngon luôn này đấy, cực kỳ ngon nhá đấy chắc chắn luôn nhá đấy vào sâu luôn này đấy ngập đinh luôn nhá đấy cực kỳ là ngon bắn cực kỳ là chắc các bác nhá đó tháo đi rất là dễ tháo thôi tháo ra các bác đẩy cái này ra cho em đấy và nó đẩy ra và các bác cho cái ghim vào đây cho cái ghim vào đây nha các, các bác cho vào nhà nhá đấy các bác cho vào nhà đó cho vào và các bác đẩy cái này vào cho em đấy làm sao mà các bác đẩy làm sao nó nhìn nó đúng chiều được được đây đúng chiều của nó này đấy đẩy vào và các bác đẩy mạnh tay vào đẩy vào đây và nó có khóa đây đó là ghim nó sẽ vào đấy đó các nhá đó và bấm là các bác cứ bấm uh, cầm cái này cầm càng các bác bấm thôi đấy bấm gà ngon luôn này cực kỳ ngon luôn nhá cực kỳ ngon luôn đó một chiếc uh, súng ghim bắn tay nhá của thương hiệu Garden đấy các bác lên mã cho em là súng ghim bắn tay đi đấy của thương hiệu Garden hàng made in Germany này đấy, của Đức quá nhá đó thì em báo giá luôn một chiếc súng bắn ghim này đấy, thì bên em đang bán cho các bác giá là đi 230 k cho một sản phẩm nhé và bên em sẽ bao ship nhé 230k cho một sản phẩm súng bắn kim này và bên em sẽ bao ship quá nhé giá quá hợp lý rồi 230.000 một sản phẩm súng bắn kim này đi tặng kèm thêm là có kim đi kèm luôn nhé đấy 230.000 một sản phẩm này về các bác sử dụng gia đình hay là các bác dùng đi công trình nhiều các bác không tiện mang máy móc đi các bác mang con này đi dùng rất tiện luôn nhé đó 230.000 sản phẩm hàng cầm rất là chắc chắn luôn này hàng cầm cực kỳ là chắc chắn luôn nhé cái sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái dòng máy cạo dâu này Đấy, dòng máy cạo dâu của thương hiệu Zandu nhá Đấy, hàng chuẩn Made in Japan này Đó, hàng chuẩn Made in Japan á Hàng bao sùng bao dài nhá Đấy, máy cực khỏe luôn nhá Đây này, các bác nghe tiếng à Máy cực khỏe và cực chất luôn Cạo rất là ngon nhá Đấy, con này thì cái phần đế sạc của nó sẽ đi liền này Máy chạy pin nhá Đấy, đế sạc về các bác cắm trực tiếp điện 220V bình thường Không vấn đề gì các bác nhá Đấy, các bác đẩy này ra và các cắm sạc bình thường này nó rất là ngon luôn nhá, Đấy, một chiếc máy rất là chắc chắn, thân của nó là dạng thân nhôm nhá, thân nhôm. Con này các bác thay tháo lưỡi thoải mái cho em luôn này. Đây các bác rút cái phần này cho em. Đấy, lưỡi này, đây lưỡi này và đây là màng này. Đó để cho bác sử dụng nó. Ngoài ra con này nó có một chế độ rất hay là cái chế độ tăng đơ này, các bác đẩy nhá. Đẩy lên này, đó là cái phần tăng đơ đây nhá. Đấy phần tăng đơ đây để các bác à, tỉa dâu trước này, rồi là các bác tỉa dâu xong các bác cạo này. Đấy, hàng thì cạo cực kỳ là ngon luôn nhá. Đây em cạo này. Đấy nó quấn vào nhá, nó quấn vào nó kêu kẹt, kẹt đấy. Hàng cạo rất là sắc và rất là ngon luôn nhá dâu đi rất là mượt nhá mà cạo không bị xước ra đấy cạo cực kỳ là êm ra luôn nhá đấy không bị xước và không bị rát quá nhá đấy một chiếc máy cạo dâu của thương hiệu Zandu nhá cực kỳ là ng ngon, luôn made in Japan nó thì em báo giá luôn một chiếc máy cạo dâu này thì uh, bên em bán cho bác giá là 170 k cho một sản phẩm nhá 170 k và bên em sẽ bao ship nhá đấy bao ship bao ship quá nhá đấy 170 k cho sản phẩm máy cạo dâu này và bên em sẽ bao ship quá nhá Ngoài ra thì bên em cũng có bán kèm thêm cả lưỡi cũng như là màng nhá. Đấy lưỡi cũng như là màng về các bác thay tháo sử dụng này. Đây là lưỡi này. Đó, còn đây là màng này. Đấy, đây là màng nhá. Đây mở các bác xem này. Đây là màng này. Đấy màng này các bác thay màng rồi các bác thay lưỡi này. Nói chung là tùy nhu cầu sử dụng. Nếu các bác nhà em bán theo cả bộ nhá, bán cả bộ như này. Bán cả bộ cả lưỡi cả màng này thì là 30k cho một bộ lưỡi màng thôi nhá. Đấy 30k cho một bộ này. Đấy một bộ gồm có hai chiếc này, một lưỡi và một màng nhá. Về các bác thay tháo sử dụng. Thay tháo thì rất là dễ thôi Đây em sẽ hướng dẫn các bác cách thay tháo luôn này Đó, màng lưỡi các thứ nó đi kèm cùng Thì à, uh, uh, là 30.000 một bộ nhé Đấy, 30.000 một bộ bán uh, mua kèm thêm lưỡi Màng đó, con này thay tháo rất là dễ Các bác chỉ cần rút nghe cho em Đấy, rút cái đầu này ra đây là phần lưỡi của nó này, các bác rút này ra cho em. Đấy rút ra và các bác lại cắm cái lưỡi khác vào, cắm vào các bác cứ cắm rút khoát vào. Cắm anh tịch cái là nó, nó, nó hết cỡ của nó là ok. Đấy và các bác lại đậy nắp này vào. Nắp này rất là dễ rút ra thôi. Rút ra bình thường này. Đại vào này rất là ngon luôn này. Đó một chiếc máy cạo râu của thương hiệu Zandu. 170 000 cho một chiếc máy này và bên em sẽ bao ship nhá. Đựng trong một cái hộp nhựa này, rất là chắc chắn rồi dẫn luôn này. Đấy, đập thoải mái luôn, riêng hộp nhựa này. Đấy, riêng cái hộp bên ngoài nó nói lên cái chất của nó nhào coi nhá. Đấy, ngoài ra thì đây là có lưỡi nhá, lưỡi đi kèm thì là 30 000 cho một bộ lưỡi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo lên bác là cái dòng cân sức khỏe này. Đấy, dòng cân sức khỏe nhá. Đấy, con này nó dạng mặt kính nhá. Đấy, dạng mặt kính cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nó chạy hai viên pin tiểu nhá, chạy hai viên pin tiểu này nó còn đây là những cái trụ cân của nó này, đấy những cái trụ cân. Hàng này thì các bác cứ về các bác để góc nhà, đấy về các bác cân sức khỏe, đấy các bác cân sức khỏe theo dõi sức khỏe của mình rất ok luôn nhá. Đấy đi em báo giá luôn. Cái dòng cân sức khỏe này các bác nhá. À, cái chiều dài chiều rộng của nó là 26 26 nhá. Đấy con này chiều dài chiều rộng đều là 26 26. Nó sẽ hiển thị cái đồng hồ lên đây các bác nhá. Đấy khi bác cân này nó sẽ hiển thị đồng hồ đây. Thì tí sẽ cân cho bác xem này. Đó thì em báo giá trước anh nhá. Đó các bác lên mã cho là cân sức khỏe đi. Đấy cân sức khỏe, cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe bên em đang bán bác giá là 200k cho một sản phẩm này Và bên em sẽ bao ship với nhá Đấy 200k cho một sản phẩm cân sức khỏe này Và bên em sẽ bao ship với nhá Hàng này mặt kính nhìn rất là sang trọng lịch sự luôn Đấy sở dĩ làm sao gọi là cân sức khỏe Vì các bác để ở góc nhà thì khoảng các bác lôi ra Cân sức khỏe các bác cân cân nặng theo dõi cân nặng của mình các thứ ra Thì dùng rất hay luôn Đó Em lưu ý với các bác là các bác khi các bác cân là các bác để những cái chỗ nó bằng phẳng nhá. Đấy các bác đừng để những cái chỗ nó lồi lõm ra nó không cân nó không chuẩn đâu. Đấy các bác nên để cái chỗ nó bằng phẳng nhá, chắc chắc nó chắc chắn nhá thì mới là cân nó mới là chuẩn được. Đây nhá các ơi. đấy khi mà các bác lắp pin vào các bác đứng lên cân là tự động cân nó sẽ nhảy lên các nhá. Đây này, nó em này rất là nhẹ thôi, có 49 50 cân đâu không nhá. Đây là 49 cân 5 lạng này. Đó 49 cân 5 lạng nó sẽ hiển thị đồng hồ này. Đấy, hiển thị xong là nó sẽ nháy lên nhá. Nó nháy một lúc là nó sẽ mất các nhá, nháy khoảng tầm vài giây là nó sẽ mất cái số cân đi. Đấy, đó nó mất đi này ó lại đứng cân bình thường. Đấy, cân lại này. Đấy 49 cân 5 này. Nó rất là ok luôn này. Đó một chiếc cân rất là ngon nhá, cân sức khỏe nhá. 200 000 cho một chiếc cân này các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo lên cho bác là cái lọ thải ban cầu này. Đấy, bên em lại tiếp tục về cái hàng này các nhá. Đấy con này nó của thương hiệu uh, Cetun này, đấy Cetun toilet clean tức là tẩy sạch toilet các nhá. Đấy hàng hàng chuẩn Nhật luôn nhá, hàng nội địa Nhật nhá. Hàng này bao dùng bao xài. Con này thì rất là dễ sử dụng thôi. Đó rất là dễ sử dụng. Đấy, con này thì nó là dạng viên như này. này bên trong nó là dạng hạt nhá đấy dạng nhiều dạng hạt đấy dạng hạt có nhá dạng hạt rất là ok luôn nhá con này về sử dụng nó bác bóc cái giấy này chưa bóc giấy này ra ở đây nó sẽ có hai cái lỗ này đấy hai cái lỗ này là các bác thả vào trong cái phần bồn cầu nhà mình ấy trong cái bồn bồn đụng, chứa nước nhà mình ấy đấy là các bác thả vào đấy và tự động cái cái lỗ này nó sẽ ngấm nước và nó sẽ loang dần cái chất ở trong ngoài ra đó con này thì tác dụng của nó rất là nhiều nó tác dụng rất là nhiều nhá các bác uh, thứ nhất là của nó là đi uh, diệt vi khuẩn này đấy diệt vi khuẩn diệt vi khuẩn với nhá đấy, vi khuẩn rồi là khử mùi nhá đấy khử mùi con này nó có một cái mùi bạc hà nhá cực kỳ là thơm luôn đấy cực kỳ là thơm nên là các bác để trong cái bồn đấy thi thoảng các bác xả nước ra nhá đấy các bác xả nước ra là nó có cái mùi rất thơm luôn mùi bạc hà cực kỳ thơm quá nhá và thứ ba của nó là cái chức năng của nó là làm trắng nhá đấy làm trắng này đấy làm trắng nó rất ok luôn đó một trong ba nhá đấy một trong ba đấy rất là ok nhá về các bác thả vào con này thì các bác tùy nhu cầu sử dụng các bác dùng nhiều thì nó khoảng tầm 3 tháng dùng ít thì nó khoảng tầm 6 tháng nói chung là cái nhu cái cái thời gian sử dụng nó khoảng tầm từ 3 cho đến 6 tháng nhá 3 cho đến 6 tháng con này thì cái trọng lượng của nó là 250g nhá 250g này nó hàng của thương hiệu Cetun toilet cleaner nhá đấy toilet cleaner tức là tẩy sạch toilet đấy đó diệt khuẩn khử mùi và làm trắng nhá đấy thì em báo giá luôn 100k cho một cái viên thả bồn cầu này nhá các bác nhá đó 100k cho một viên thả bồn cầu Đấy, viên các bác lên mã cho em là cái viên thả nhà vệ sinh hoặc là viên thả bồn cầu đi. Nó 100k cho một viên thôi nhá. Đấy 100k cho một viên. Hàng nói chung là bao chất bao xài bao dùng luôn nhá. Hàng ngửi mùi rất là thơm luôn. Đấy 100k một hộp này con nhá. Cái sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái dòng cưa gấp này. Đấy, cưa gấp đen trắng nhá. Các bác lên mã cho nó là cưa gấp đen trắng đi. thì bên em đang bán cho bác giá là 130k cho một sản phẩm này và bên em sẽ bao ship luôn nhá. Đó, con này là nó, nó dòng cưa gấp này. Đấy, các bác gấp khúc vào được này ó ngoài ra đi đây, đây, cái phần này nó nó có những cái dạng hạt bưởi này. Đấy, nó gọi là dòng lưỡi kép nhá. Cưa cực kỳ ngon luôn này. Nó hàng chuẩn made in Japan này. Đây. Made in Japan đâu nhá, made in Japan cực kỳ là ngon luôn này, gấp vào này. Đó, con này, con này em sẽ đo về cái kích thước của nó nhá. Cái con này thì cái tổng chiều dài cái phần lưỡi của nó là đi 27 cm nhá, 27 cm này. Đấy, tổng chiều dài của nó là 27 cm nhá, 27 cm. Lưỡi cực kỳ là dài luôn mà cực kỳ là ngon luôn nhé Cư cấp đen trắng các bác lên mã trên và mà cư cấp đen trắng đi. Thì bên em đang bán với bác giá là đi 130k cho một sản phẩm này coi nhá. Sản phẩm tiếp theo lên với bác là cái dòng khóa đồng của Đức này. Đấy, dòng khóa đồng của Đức nhé Dòng khóa đồng của Đức 4 chia nhá. Đấy, dòng khóa đồng của Đức 4 chia Made in Germany nhá, made in Germany Đó, con này thì bao dùng bao xài nhá. Chất liệu của nó là hàng đồng nhá. Con này nguyên cái phần lõi này của nó rơi khoảng tầm 8 ly rồi, cực kỳ là ngon luôn và đi kèm thêm bộ sản phẩm này nó sẽ có bốn chìa đi kèm nhá các bác nhìn là cái dòng chìa này sai của nó rất là ít này đấy tức là sai ít nghĩa là chìa nó là dạng khó mở mà thứ hai là những cái dòng khóa này của nó cực kỳ ít trên thị trường nên là thứ hai là ví dụ mà các bác dùng chìa các bác nên để chìa cẩn thận nhé ví dụ mà có mất chìa là rất, cực kỳ là khó mở luôn nhá cực kỳ là khó mở luôn đấy hàng thì rất là ngon nhá trơn chu đấy dòng chống cắt nhá đấy dòng khóa chống cắt này đấy dòng khóa chống cắt nhá cực kỳ là ngon luôn đấy đi kèm tặng kèm thêm bốn chìa sai số cực kỳ là ít nên là rất, cực kỳ là khó mở nhá. Cực kỳ là khó mở. Đấy thì em báo giá luôn. Bên em đang bán với bác giá cái dòng khóa đồng Đức này, 250k cho một sản phẩm và bên em sẽ bao ship với nhá. Đấy bao ship, 250 000 một sản phẩm và sẽ bao ship với nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là cái bộ tỉa lông mũi này. Đấy, bộ tỉa lông mũi. Đó con này của của Đức quá nhá. Đây, Made in Germany, con này thì dùng rất là hay. Các bác chỉ cần cho vào mũi các bác bấm này cho mũi có bấm cái bánh xe nó sẽ quay này đây là cái phần bánh nó sẽ quay này và nó sẽ nghiến, đứt cái lông mũi của mình các bác dùng những dòng kéo các bác tỉa rất là nguy hiểm luôn đấy nhưng mà con này thì dùng cực kỳ là an toàn nhé dùng cực kỳ là an toàn luôn đó các bác dùng những cái dạng kéo giờ rất là nguy hiểm ví dụ có hơi tí các bác chọc vào cái mà nhớ vấn đề xảy ra thì rất là nguy hiểm nhá đó các bác cứ cho này vào các bác bấm nha đấy bấm là nó sẽ đứt các nhá đấy nghiến cực kỳ là ngon và rất là sắc luôn nói chung là dùng rất là ngon hàng này em bán quá là nhiều nhá đấy mà giá thì cực kỳ là tốt ấy hàng thì đựng trong cái hộp nhôm này nhìn rất là sang trọng lịch sự nhá. Hộp nhôm này các bác có thể mang đi mang lại thì dùng rất là tiện luôn nhá. Đó đem báo giá luôn, một chiếc tỉa lông mũi này. Bên này, em đang bán với bác giá là đi 100k cho một cái sản phẩm tỉa lông mũi nhá. Các bác lên mã cho nó cái tỉa lông mũi đi, 100k cho một sản phẩm này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác là cái bộ bấm bóng Đức M3 nhá, bộ bóng Đức M3 của hàng của thương hiệu Wailing này, hàng của thương hiệu Linh. Đó, con này gồm có 3 móng này. Đấy ba móng nha thì em sẽ đi vào từng móng một này. Đấy, con đầu tiên của nó là dạng cắt móng to này. Đấy để cho bác cắt những cái tay to, ngón chân to, tay ngón tay to này. để cắt rất ok. Thứ hai là cái dòng cắt móng nhỏ này để cho bác cắt trẻ em các thứ này. Đấy cắt trẻ em rất ok này. Và cái sản phẩm thứ ba là một cái con cắt khỏe này. Đấy để cho bác cắt khỏe tay, khỏe chân thì con này dùng rất ok nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Wailing này. Đấy có logo dập chìm trên thân luôn nhá logo dập chìm đấy logo dập chìm luôn trên thân của từng cây một luôn nhá đấy hàng thì hộp nhôm nhá cực kỳ là đẹp cực kỳ là sang trọng lịch sự nhá hàng này là hàng sản phẩm sách tay sách sách tay trực tiếp luôn nhá hàng thương hiệu quay linh này đó hàng nguyên hộp luôn này đấy thì em um, báo giá luôn nhá đấy các bác lên mã cho là bộ bóng tay đức m 3 đi bộ bóng tay đức m 3 gồm có 3 móng này đấy thì em um, đang bán bác giá là 250 k cho một bộ sản phẩm này và bên em sẽ bao ship với nhá đấy 250 k cho sản phẩm và bên em sẽ bao ship luôn nhá cái sản phẩm tiếp theo lâu lắm không quay cho bác này đó là cái dòng uh, tô vít đóng của đức này đấy con này nó của thương hiệu uh, pertu nhá thương hiệu pertu con này nó gồm có 7 cây này 7 cây cả cộng cả trừ nhá cả cộng cả trừ này đây đó cả cộng cả trừ rất là ngon luôn nhá đấy cả cộng cả trừ và rất là ngon luôn này đấy cực kỳ là chất luôn nhá dẹt có và ba keo bốn cạnh có nhá dòng này nó là chuyên cho bác dòng tô vít đóng nhá các bác lưu ý là dòng này nó là hàng tồn kho nhá hàng tồn kho nên là giá cực kỳ là tốt giá là chỉ có 150 k cho một cái vỉ tô vít đóng như thôi các bác nhá. Đấy 150k cho một cái vỉ tô vít đóng nha. 150k này, một vỉ tô vít đóng này. Bữa trước bên em đang bán là 160 đấy, nhưng mà đợt này đang giảm xuống là chỉ còn có 150k thôi. Đấy, mà gồm có 7 cây nhá. Các bác mua ngoài thị trường là một cây vít này, nó rơi khoảng tầm từ 60 000 cho đến 80 000 một cây tô vít đóng đó thôi. Nhưng mà bên em bán cái vỉ này giá cực kỳ là tốt, 150k, một vỉ tô vít đóng 7 cây nhá. Đấy, hàng thì có 3 ke bốn cạnh đầy đủ luôn này, cộng trừ ngon lành luôn nhá của thương hiệu Pertu đó hàng này em nói trước các bác luôn là hàng này là hàng tồn kho thì cái đầu vít này nó sẽ hơi dỉ chút nhá nhưng mà về các bác dùng nhiều thì dầu nhất các thứ ra tay chân nó chạm vào thì nó lại bình thường nhá đấy nó hơi hơi dỉ cái đầu thôi đấy nhưng mà hàng vẫn còn bao dùng bao xài nhá đầu điếc các thứ là có từ tiếc luôn nhá vẫn ngon lành bảo hành mắc về đầu luôn đó 150 k cho một cây tô vít đóng à một vỉ tô vít đóng gồm có 7 cây với nhá cái sản phẩm tiếp theo em lên các bác là cái dòng sạc dự phòng nhá đấy cái dòng sạc dự phòng này đó xa dự phòng nhá đấy, con này của thương hiệu a uh, này đấy, Bordophone, hàng của Đức nhá đây Made in Germany này đấy, Made in Germany này đó ghép mani nhá đây Made in Germany quá nhá đó thì gồm có hai màu màu đen và màu trắng nhá gồm có hai màu màu đen và màu trắng này đây hàng nói chung là cầm cực kỳ là chắc chắn luôn nhá hàng cầm cực kỳ là chắc chắn luôn con này thì cái dung lượng pin của nó là 10.000 mAh nhá. Các bác sạc điện thoại thì các bác sạc được khoảng tầm 5 lần. Đấy, sạc điện thoại ví dụ các bác sạc điện thoại thì các bác sạc được khoảng tầm 5 lần nhá. Đấy, dung tích pin của nó là 10.000 mAh. Đấy, sạc được khoảng tầm 5 lần pin. Nó sử dụng cái dòng pin Li-ion nhá, dòng pin khô nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này các bác bật nguồn này. Nó có nút nguồn đây là các bác bật này. Đấy là nó sẽ hiển thị cái cái số phần trăm pin đây trên này nhá. Đấy em quay ở trên này cái số phim nó cao thì nó sẽ nhảy này. Nó thì của nó sẽ là 47% này. Đấy, 47% coi nhá. Đấy, 47%. Đấy, con này thì nó cái cổng ra của nó sẽ gồm có hai cổng USB này, đấy, và một cổng ra uh, là cổng tai C si này và cái cổng vào của nó là cổng bên cạnh đấy nhá, đấy cổng vào là cái cổng sạc vào cho cục pin này là cổng bên cạnh này là cổng uh, micro USB nhá, đấy micro USB, đó một chiếc sạc dự phòng rất là ngon luôn nhá, thì em báo giá luôn một chiếc sạc dự phòng này bên em đang bán với bác giá là 350 k, cho một sản phẩm này và bên em sẽ bao ship ba nhá. Đấy 350k cho sản phẩm sạc dự phòng. Và bên em sẽ bao ship với nhá. Đấy 350k sản phẩm. Đó. Hàng đi kèm thêm thì bên em có tặng kèm thêm cho mình là cái dây sạc này. Dây sạc để về cho bác sạc cho cục pin dự phòng này nhá. Các bác về cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình. Và các bác bên này cái đầu này các bác cắm vào cái đây, cái phần bên cạnh của nó Đấy cái phần bên cạnh này để cho bác sạc cho cục pin này các bác nhá. Nó sạc cho cục pin này. Đấy rất ok luôn nhá. Đấy có báo thông báo thời lượng pin còn bao nhiêu này đây này, cái này của nó còn 54 phần trăm này đấy em quay trên này hơi nháy một chút nhá 350k cho một cái sản phẩm sạc dự phòng đó nhá đấy 350.000 cho một sản phẩm sạc dự phòng này và bên em sẽ bao ship với nhá sản phẩm tiếp theo em còn mấy chiếc vòi xì hơi này đấy mấy chiếc vòi xì hơi cũng nhá đấy hàng của Kabushi Japan nhá. em báo giá luôn 100k cho sản phẩm này vòi này chuyên bác về xì hơi xì hơi, các thứ nhá rất là ngon luôn này đấy vòi xì hơi xì hơi, rất là ngon luôn đấy, rất ok luôn nhá đấy, cực kỳ là ngon cực kỳ là chất luôn này Đấy, về xì hơi xì cực rất là ngon. Hàng thì cực kỳ là chắc chắn dày dẫn nhá. Đây phần đầu hơi của nó đây và phần xì hơi ra này. Đấy rất là dài giữa các thứ nhá, rất là ngon luôn. 100k cho một cái vòi xì hơi này các bác nhá. Đó, tiếp theo thì ở đây em còn một ít cái dòng kìm đa năng này. mấy cái dòng kìm đa năng mũi bằng. Đấy kìm đa năng mũi bằng các nhá, kìm đa năng mũi bằng. Đây. Hàng chuẩn made in Japan này. Đó made in Japan. Đó, con này thì rất là nhiều chức năng cắt kẹp này, đó rồi là bấm cốt này, rồi là ở đây nó có phần tuốt dây này, đấy tuốt dây nhá, Tốt dây các bác có thể tốt dây từ 1 ly cho đến dây 6 ly rồi nhá. Dây từ 1 ly cho đến dây 6 ly. Đấy, bấm cốt tuốt dây rồi là cắt kẹp các kiểu này. Đó thì em báo giá luôn, 250k cho một sản phẩm kìm đa năng thôi nhá. Đó, 250 000 250k cho một sản phẩm kìm đa năng thôi nhá. Mũi bằng thôi nhá. Made in Japan. Đó, hàng chuẩn Nhật luôn nhá. Đấy, có tay cầm cách điện luôn này. Đó, 250 000 một sản phẩm à, kìm đa năng mũi bằng thôi nhá. Đó, 250 000 sản phẩm kìm đa năng mũi bằng cái sản phẩm tiếp theo lên cho bác là cái dòng bình xịt nhớt này đấy về chuyên bác xịt nhớt xịt dầu dùng cực kỳ là ok luôn nhá nó cực kỳ là ok luôn đó xịt nhớt xịt dầu rất là ngon luôn nhá đấy về các bác đổ dầu đổ nhớt rồi các bác xịt nước nữa. rất là ok luôn nhá đấy các bác cho nước cho dầu cho nhớt nhớt các thứ vào đây các bác xịt này đấy dùng rất là tiện nhá các bác sửa xe sửa cộ hay là các bác dùng cơ khí các bác dùng máy may á xịt dầu nhớt cực kỳ là ngon luôn nó bóp rất là êm nhá đấy con này cái vò nó rất là hay các bác có thể bẻ đi bẻ lại này đấy bẻ uốn những các thứ này rất ok luôn này nó một chiếc uh, bình xịt nhớt cực kỳ là ngon luôn thì em báo giá luôn 50 k cho một cái bình xịt nhớt luôn nhá đó năm k một bình nữa nhá các bác lên mã cho nó bình xịt nhớt đi 50 k cho một cái bình này thôi nhá đấy, giá cực kỳ là tốt nhá giá là chỉ có 50 mươi nghìn một bình thôi sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái uh, dòng uh, vòi hơi này đấy dòng vòi xịt hơi của thương hiệu ha đường thương hiệu Harden có nhá đấy made in Germany đó con này nó cùng thương hiệu với cái thùng đồ nghề đấy đó made in Germany nhá đó con này thì nó dạng đồng hồ đo áp suất nhá đấy các bác lên mã cho em là cái đồng hồ đo áp suất đi đấy bơm hơi đấy đồng hồ đo áp suất bơm hơi này nó em báo giá luôn 300 trăm nghìn cho một sản phẩm này đấy con này thì dạng đồng hồ đo dầu nhá đấy đồng hồ dầu này đấy đồng hồ dạng đo dầu đúng không nhá đấy các bác đo hơi đo hiếc, đo cân rồi đây đấy đo đồng hồ đo áp suất nha. đấy cái vòi hơi áp suất các bác lên mã cho nó vòi áp suất đi Đấy, dạng khóa đồng luôn này, cực kỳ là ngon nhá, cực kỳ là chắc chắn dày dẫn này. Đây, đấy, hàng nói chung là quá đẳng cấp luôn rồi. Các bác nhận hàng kiểm tra cho em nhá. Ngon lành cái nào luôn riêng con này chấm hết luôn nhá. Đấy, đo áp suất hơi hiếp các thứ này. Đây có phần bên trong này có dầu nhá. Đây dầu rất là ngon luôn, đo cực kỳ là chính xác chuẩn xác nhá. Của thương hiệu Harden. 300 000 cho một cái sản phẩm đồng hồ áp suất này các nhá. Để đồng hồ đo áp suất này. Sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái dòng móc khóa này. Đấy, cái dòng móc khóa bật bia cũng như là cái dòng móc khóa móc khóa thủ công nhá đấy thì bên em có cơ bản hai cái dòng móc khóa này để cho bác về sử dụng này đấy con này thì các bác về móc chìa khóa này rồi con này các bác có thể bật bia này đấy, bật bia cực kỳ là ngon luôn nhá hàng thì cực kỳ là chất lượng luôn nhá cầm rất là chắc chắn dày dẫn luôn này đấy đây phần cạp cho bác móc một quần này đấy phần này các bác móc chìa khóa này phần này các bác bật bia này. đấy bật bia này cực kỳ là ngon luôn này đấy một chiếc móc khóa bật bia nhá các bác lên mã cho là móc khóa bật bia đi đấy móc khóa bật bia đấy thì bên em đang bán cái dòng móc khóa bật bia này giá là đi 100k quá nhá Đấy, móc khóa bật bia 100k đây, em sẽ ghi đây cho bác dễ dễ biết giá này các bác lên mã cho nó mk móc khóa nhá bật bia nhá móc khóa bật bia 100 k nhá đấy móc khóa bật bia 100 cao nhá móc khóa bật bia là 100 k đấy hàng bao dùng bao xài nhá đây đấy, cái bác móc khóa này rất là ngon luôn nhá đấy móc khóa bật bia có thứ này dùng rất là ngon luôn nhá hàng nói chung là bao xài bao dùng luôn 100 k và tiếp theo là cái dòng móc khóa thủ công này Đấy, dòng này thì 100% làm bằng tay luôn nhá. Đấy 100% làm bằng tay luôn. Con này nó uốn bằng tay hết luôn các nhá. Đấy, dòng móc khóa thủ công. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nhìn rất là tinh tế nhá. Đấy và nhìn rất là lịch sự, sang trọng luôn nhá. Đấy, dòng móc khóa thủ công nhá, 100% uốn bằng tay luôn. Đấy, con này nó cũng cạp vào này. Đấy và phần móc móc chìa này. Rồi đây phần các bác móc cọc quần này. Đấy, móc vào thắt lưng cái đĩa quần ấy, rất ok luôn nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, dòng móc khóa thủ công. Thì em bán cái dòng móc khóa thủ công này, giá là 100k nhá. Các bác lên mã cho nó móc khóa thủ công nhá, đấy móc khóa thủ công. Móc khóa thủ công nhá. Đấy, 100k. Và móc khóa bật bia cũng là 100k luôn, luôn nhé Cái sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái dòng bút lấy dấu này, bên em vẫn còn cái dòng bút lấy dấu đấy nhá, rất là nhiều dòng bút lấy dấu. Đấy, cho bác sử dụng nhá. Đấy, bút lấy dấu cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, con này thì đây em sẽ test với bác xem này về cái uh, chức năng lấy dấu của nó này. Đấy, chức năng lấy dấu nhá. Đây ví dụ em sẽ bấm trên cái kìm của nó này. Đây. Đây này, các bác bấm này. Đấy, bấm này. Bấm nó sẽ có lỗ này. Các bạn nhìn này, nó có lỗ nhá, nó in luôn trên sắt luôn nhá. Nói chung là con này các bác các bác bấm trên mọi chất liệu luôn. Đấy, bấm trên mọi chất liệu, kìm kéo các kiểu luôn nhá. Đây này nó có lỗ này. Đấy có lỗ cực kỳ là ngon. Các bác bấm đi các bác cứ để thôi, các bác bấm này. Đấy tự động nó sẽ bắn này nha nhá, tự động nó sẽ bắn vào nó in nốt lên này. Đấy bấm gỗ, bấm các kiểu sắt xiếc các thứ, con này cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy phần này phần thép này, rồi phần này nó là phần tay cầm dạng đồng này cực kỳ là ngon luôn lò xo đẩy cực kỳ là căng các nhá đấy lò xo nó đẩy nó căng lắm nó mới lõm được cái sắt này vào nhá đấy rất là ngon luôn một chiếc bút lấy dấu nhá đấy em báo giá luôn cái chiếc bút lấy dấu này bên này em đang bán cho các bác giá là chỉ có 100 k nhá đấy 100 k cho một cái sản phẩm bút lấy dấu này các nhá đấy 100 k 100 k cho một cái sản phẩm bút lấy dấu đó các nhá đấy 100 k cho một sản phẩm bút lấy dấu băng keo thì nhà em còn rất là nhiều nhá thoải mái để cho bác sử dụng này đấy băng keo thì bên em đang bán cho bác giá là 8 nghìn một cân và một cuộn thì là 10.000 một cuộn nữa nhá đấy các bác mua lẻ các bác bảo là cho tôi một cuộn 10.000 thì uh, bên em chắc chắn là sẽ cuộn chọn là bao nhiêu cuộn to này rồi đấy cuộn to chắc chắn ngon nha thì là 10.000 còn các bác mua lẻ thì là 80.000 một cân nhá đấy 80.000 một cân thì bên em sẽ bốc xô lẫn lộn nó sẽ có cuộn mỏng như này và sẽ có những cái cuộn dày này đấy hàng thì nó có các màu đen trắng đỏ xanh vàng lẫn lộn đấy nó có lẫn lộn màu xám xiếc các thứ nhá đấy thì bốc xô là 8 000 một cân và chọn lẻ thì là 10.000 một quận thôi nhá. Đấy tùy như cầu dụng có dùng ít, các bác dùng ít nhá. Thì à, mua ví dụ mua một quận hai quận thôi dùng ít, còn các bác dùng nhiều thì mua cả cân. Đấy bên em sẽ bốc xô. Đấy. Thì là 8 000 một cân băng keo thôi nhá. Còn một quận thì là 10.000 một quận thôi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo lên bác là cái dòng nạo thường của Đức này. Đấy, lâu lắm bên em mới về được cái dòng này nhá. Đấy dòng nạo thường của Đức này. Đấy con này nó của thương hiệu Quai Linh nhá, thương hiệu Quai Linh. Đó con này thì các bác nạo thường thôi. Đấy nạo hoa quả rồi nạo hoa wow, quả các thứ là nạo đồ ăn nó các thứ rất là ngon luôn nhá chất liệu nó inox nhá các bác nhìn này cực kỳ là bóng luôn cực kỳ là sáng luôn nhá có một cái con nạo thường các bác lên mã cho mà nạo thường của đức đi đấy cái nạo thường của đức quá nhá đấy nạo thường của đức thì em báo giá luôn đấy báo giá luôn nhá nạo thường đức này nạo thường nạo thường đức quá nhá đấy nạo thường đức bên em đang bán bác giá là 80 k cho một cái sản phẩm nạo thường của đức này có nhá đấy tám mươi nghìn cho một cái sản phẩm nạo thường của đức này hàng cực kỳ là ngon cực kỳ là bổ rẻ luôn nhá Đấy, hàng cực kỳ là sắc luôn nhá. Nạo cực kỳ là ngọt. 80 000 cho một sản phẩm nạo thường ở Đức cô nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái dòng bảng tự xóa này. Đấy, dòng bảng tự xóa nhá. Con này về cho bác dùng cho trẻ em học bài hoặc là các bác mua về nhát nhĩa các thứ dùng rất là hay. Đấy ví dụ em viết đây này. Viết đây. Các bác bấm nút cái này, tự động nó sẽ xóa mất này. Đấy lại viết tiếp này. Đấy, nó sẽ xóa mất này. Con này nó dùng cái bút đặc trùng này của nó luôn nhá. Bút thì nó sẽ có đi kèm cùng với bạt luôn. Đấy đây. Các bác viết này, bấm cái này xóa mất luôn này. Đó, con này thì về trước khi về dùng các bác mở cái nút khóa lên cho em nhé đẩy cái nút khóa lên cho em đấy đẩy cái nút về cái đằng biểu tượng mở khóa này là các bác sử dụng được có nhá đó đây viết này bấm nút này mất luôn, luôn nhá mất luôn đó một cái bộ sản phẩm à, à, bảng vẽ đấy bảng vẽ tự xóa các bác có mua về các bác có mua về cho con kiếp nhà mình học tập thì dùng rất hay luôn nhá đấy con này kích thước của nó là màn hình 8 inch luôn nhá đấy 8,5 inch đấy 8,5 inch thì em báo giá luôn cái dòng bảng tự xóa nhá các bác bảng tự xóa bảng tự xóa này đấy, bảng tự xóa 100k nhá đấy 100k cho một cái sản phẩm bảng tự xóa này đấy, hàng dùng cực kỳ là thích thôi nhá các bác mua về mua tặng về tặng cho con cho cháu thì dùng rất là thích luôn nhá các cháu mua về học tập các bác các, các, cháu để mua về vẽ vời vào đây hoặc là mua về nhát các thứ là tính nhát tính nhảm vào đây các thứ là dùng rất hay nhá dùng xong các thứ bấm cái này mất hết luôn nó dùng rất hay nhá một chiếc bảng tự xóa rất là thông minh đấy mà giá bên em bán là chỉ có 100.000 cho một cái sản phẩm bảng tự xóa đâu nhá sản phẩm tiếp theo thì em ở đây em còn cái dòng vòi lượn này đấy vòi lượn của thương hiệu Osaka này đấy Osaka đấy con này thì cực kỳ là chất lượng luôn rồi gen của nó là gen 21 nhá gen da cũng là gen 21 luôn đây phần này nó có gen luôn này đấy các bác có thể kết nối gen ở đầu này còn đây gen nguồn vào rồi các bác kết nối này còn gen này gen đầu ra này các bác có thể kết nối có thiết bị có gen ở đây còn không thích thì các bác có thể lắp cái chụp này vào để nhìn cho nó thẩm mỹ này đấy lắp chụp vào thì nhìn nó thẩm mỹ còn không không ấy thì các bác tháo chụp ra các bác kết nối gen vào con này nó của thương hiệu Osaka các nhá Osaka Đấy dòng vòi lượn cực kỳ là chất, cực kỳ là ngon, cực kỳ là đẹp quá nhá. Đây em sẽ đo về cái chiều dài, chiều rộng này. Con này cái chiều rộng của nó là đi 10 cm này. Đấy phần uh, chiều chiều dài của nó là 10 cm này. Chiều dài của nó 10 cm và chiều rộng của nó này. Chiều rộng của nó là đi cũng 10 cm luôn này. Đấy, hàng đóng ngắt nhá. Đấy van đóng ngắt rất hay nhá. Các bác lên mã cho em là cái dòng vòi lượn này. Đấy vòi lượn. Đây em uh, lên mã cho các bác dễ nhớ nhá vòi lượn này đấy vòi lượn cũng nhá vòi lượn bên em đang bán cho các bác giá là đi 130k cho một sản phẩm này có nhá đấy 130k cho một sản phẩm vòi lượn này có nhá đấy các bác nhớ lưu ý là vòi lượn nhá đây cái phần tay cầm nó có lượn lên này thì bên em hay gọi là vòi lượn 130k một sản phẩm sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái dòng vòi sen đơn này hay còn gọi là vòi sen lạnh nhá đấy vòi sen đơn hay còn gọi là vòi sen lạnh này con này thì cũng đầu vào này xen vào gen 21 này và hai đầu ra này hai đầu ra cũng đều có gen luôn nhá hai đầu ra đều có gen hết luôn này Đấy, hai đều ra đều có gen đấy luôn và con này hai cái đường ra của nó là hai cái khóa độc lập nhá hai khóa độc lập không liên quan đây hai khóa độc lập không liên quan này đấy, hai khóa độc lập này không liên quan này đây đó khóa độc lập không liên quan luôn nhá đấy, hai khóa độc lập không liên quan đó hàng cực kỳ là chất lượng mà ngon luôn nhá đấy, các bác dùng thì các bác có thể lắp cái này vào để cho bác thẩm mỹ còn nếu không dùng các bác kết nối gen đây luôn cũng được đấy mua về các bác có thể kết nối uh, vòi sen vào vòi xịt ra đấy nhiều khi mà mình có mua về chế cháo thì dùng rất là hay luôn nhá Đấy dùng rất hay luôn. Đấy thì em báo giá luôn. 230k cho một cái sản phẩm uh, 230k nhá. 230k cho một cái sản phẩm vòi sen đơn nha. Các bác lên mã cho là vòi sen đơn hoặc là vòi sen lạnh cũng được. 230 000 cho một sản phẩm vòi sen đơn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đây, em lên cho bác là cái giá đỡ để giao nhá. Con này nó của thương hiệu Osuka này. Đấy, Japan các Osuka Japan. Con này chất liệu của nó là hàng inox 304 nhá. Cực kỳ là dày rất chắc chắn luôn. Đấy, bên em đang bán cái giá đỡ để giao này. 300 000 một sản phẩm nhá. Chân thì nó có đế cao su này. Ngoài ra có lỗ thoát nước này. Đấy, hàng này về cho bác dắt dao rất kéo nhá. Đợt này rất là nhiều bác hỏi thì bên em lại mới uh, có hàng về nhá. Đấy thì nhu uh, cầu khách hàng. Đó thì uh, bên em lại đáp ứng luôn các nhá. Đấy về bác dắt dao rất kéo đây này. Nó dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy dắt dao nó kéo đây. Nhìn rất là sang trọng lịch sự các bác để trên căn bếp nhà mình thì cực kỳ là chất luôn. Đó một chiếc giá đỡ để dao. Đó bên em đang bán là 300 000 một sản phẩm này hàng thì chất liệu của nó là inox e 304 nhá hàng cực kỳ là rất là chắn luôn đấy ba trăm nghìn một trong một sản phẩm giá đỡ để ra nó có nhá sản phẩm tiếp theo lên các bác là cái dòng mic micro này đấy, bên em đang bán là 350.000 năm một sản phẩm và bên em sẽ bao ship nhá đấy, con này thì một cái combo sản phẩm mic karaoke này thì nó sẽ gồm có một sợi dây dài 5 mét này đấy, một sợi dây dài 5 mét nhá đó một sợi dây dài 5 mét này các bác nhìn này cổng kết nối cực kỳ là đẹp luôn này đấy, hàng chuẩn nhật luôn nhá bao dùng bao xài và một cái mic chính nhá. đấy một cái mic chính đây cái này nó của thương hiệu Tomaha có nhá, hàng made in Japan. Nút bật tắt luôn các nhá. Đấy nút bật tắt on off luôn này. Đây em sẽ xoáy phần trong các bác xem này. Nội thất bên trong nhá, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Các anh nhìn này. Đấy Nhật nói chung nó thiết kế thì cực kỳ là ngon luôn nhá, cực kỳ là ngon. Chắc chắn dày dẫn này. Đó, một chiếc uh, mic karaoke. Đấy thì bên em đang bán bác giá là đi 350 000 cho một sản phẩm mic karaoke này. Gồm có một thân mic và một dây này, dài 5 m các nhá. Đấy 350k một sản phẩm. nó của thương hiệu Tomaha. Made in Japan các nhá. 350 000 một sản phẩm và sẽ được bao ship các nhá. Cái sản phẩm cuối cùng trong video hôm nay thì em còn duy nhất một cây kéo may này, lên nốt cho bác này. Đó, 250 000 bao ship luôn nhá. Đấy, con này thì kéo may của nó dạng kéo may 12 inch nhá. Hàng chuẩn made in Japan này. Đấy, cắt cực kỳ là sắc và ngon luôn nhá. Cắt cực kỳ là sắc và ngon luôn này. em cắt cho bác xem này. Đấy, rất ngọt luôn nhá, đứt luôn này. Đứt luôn luôn nhá. Đấy, cắt cực kỳ là ngọt luôn nhá. Đây này, những cái con đầu mũi nó cắt này. Đấy, nó tỉa này. Nói chung con này các bác cắt vải hay cắt các thứ rất là ngon luôn nhá. Đấy, chuyên các bác cắt vải cắt may nhá. Cực kỳ là sắc luôn. Đó, còn duy nhất một cây nữa. Đấy, 250 000 một cây. Và bên em sẽ bao ship với nhá. Đấy, hàng chuẩn made in Japan này. Đó, 250 000 một cây kéo may nhá. Bao ship với nhá. Đó, các bác lên mã cho nó kéo may đi. Còn duy nhất một cây thôi. Đó, còn duy nhất một cây thôi. Duy nhất đúng một cây này thôi. 250k cho một sản phẩm kéo may. Và bên em sẽ bao ship với nhá. Hàng chuẩn Nhật made in Japan luôn. 250k bao ship. Đấy bao ship kéo may với nhá. 250k sản phẩm kéo may bao ship nhá. Đây. Made in Japan này. nó kéo may 12 inch luôn nhá. Kéo may 12 inch, 250k sản phẩm. Vâng đấy là một số sản phẩm bên em Trong video hôm nay thì em xin được kết thúc video đây Cảm ơn các bạn rất nhiều Đã luôn quan tâm ủng hộ em Các bạn nào có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với số em đang để ở phần tiêu đề video nhé các bác có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với em số em đang quay mình Hoặc là cái số em để ở phần tiêu đề video nhé đấy, đấy các bác cứ liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn cũng như là chốt đơn các bác nhé Xin chào và hẹn gặp lại các, các bác trong những video, video lần sau Cảm ơn các bác rất nhiều ạ